Lời đầu tiên xin kính chào tất cả các anh cần thủ đam mê câu cá. Hôm nay em sẽ lên cho anh em tất cả là 6 con máy, trong đó có những con đánh bạo lực, đánh cha, đánh đục đều được. Em đeo cụ thể từng máy cho anh em xem. Đây là máy. Đây máy thứ nhất của em lên là con Shimano Navi. Shimano Navi 6000 BG. Đây, cước 5 như được 190m, cước 6 được 150m, chuẩn 6000 Shimano. Nồi thì ở trong bị muối ăn một ít nha anh em. Máy sai em nói vậy. Tay quay thì tay quay tròn. Đây. Con lăn ok, vẫn lăn. Ngoại hình theo đánh giá tầm khoảng 85-90% thì mắt nó mắc hai cái tem cho đứt. Đây, lấy gõ cho anh em xem được mắt hai tem cho đứt, hoạt động thì ok êm mượt. Không cung lắm. Con này đời 2000. Máy hỗ trợ ABS. Dừng liền, tay quay thì tay quay dặn nha anh em. Tay quay dặn ra dặn vô. Tay quay đều cao. Giá con này em công khai là 1,5 triệu cho anh em nha. 1,5 triệu. Núm núm tròn. Máy số 1 giá 1,5 triệu. Navi 6000 BG đời 2000. Chuyên cho anh em đi cảo cha, cảo cá, đánh lục cũng ok luôn. Rồi ok. Đây. Tiếp tục máy tiếp theo là máy của mình lên là con Shimano Navi 6000 BG. Dòng này đời 2009. Tem đứt vẫn còn anh em. Tem đứt vẫn còn, ngoại hình tầm khoảng 92-93%, tại vì tàu nội đây nó bị trong này bị muối ăn một ít, nhưng không ảnh hưởng gì hết. Đây bị muối ăn phần trong đây không ảnh hưởng gì hết, phần ga cước vẫn là bóng mượt nha anh em, ga cước vẫn bóng mượt. Tay quay thì vẫn là tay quay dặn, núm núm tròn, cầm rất là đã tay nha. Hàng này là hàng Malaysia xuất Nhật. Đây hoạt động êm mượt, không rung lắc, quá êm luôn á. Máy hỗ trợ ABS. Đây, êm mượt. Mô bên sóng. Đời con này là đời 2009. Giá em công khai con này là 2 triệu nha anh em. Hàng Malaysia xuất Nhật. Chuyên cho anh em đi cảo cá, đánh đáy. 6000 BG. Ok, máy số 3 của em lên cho mọi người là con Shimano Biomaster 6000 BG luôn nha. Có điểm châm dầu. Tay quay thì là tay quay quặn. Hàng này hàng chuẩn Nhật nha anh em. Đây. Hàng chuẩn Nhật. Đây, hàng Shimano. Màu á. Máy để lấy nét cho anh em kem. Đây hàng Shimano. Hoạt động hiểm mượt. Máy này đời 2002 nha anh em. 6000 BG đời 2002, mô bên sóng. 6000 BG đời 2002, mô bên sóng, hoạt động ok. Quay không còn gì phải bàn nữa rồi. Đánh lục cũng ok, cắt là ok không. Đây, nấm tròn. Hoạt động ok em mượt. Tay quay dặn. Giá con này em đang bán là 2,7 triệu nha anh em. 2,7 triệu Biomaster 6000 BG. Rồi, điểm lên tiếp. Tiếp theo của mình con số 4. Tiếp theo cho mình là con số 4. Đây con số 4 của mình. Con số 4 của mình là con Biom Shimano Power Asago. Con này là tiếp 5. Tương đương với nó là xây cước 5 được 200m, cước 6 được 170m. Ngoại hình còn phải theo đánh giá tầm phải 90-95%. Không xước. Hàng của Nhật. Có nút châm dầu chưa được mở. Đây tất cả đều ok hết. Mọi thứ đều ok, im mượt.
xả nhanh, mô bin hỗ trợ xả nhanh cứng. Đây và rộng đi mượt rồi, không còn gì phải bàn nữa. Đợi này anh em đánh lục là khó chơi. Giá em công khai máy này là 3 triệu nha anh em, 3 triệu cho anh em nào lấy. Đây hoạt động em mượt một bên trống còn lăn ok, không xước cái này luôn, quá đẹp, đất quá đẹp. Tặng tặng cái bao nồi luôn cho máy rất là bóng theo máy luôn, bao nồi Shimano. Những hàng sách tay về thì hay có cái bao nồi đó. Rồi tặng bao nồi, tặng túi theo máy. Giá con đó là 3 triệu anh em, máy số 4. Máy số 5 của em lên cho mình là con Shimano. Con Shimano Beermaster 4000S. Đây nút châm dầu. Ngoại hình tầm khoảng 90-95%, 95% còn hợp nha anh em. Đây con lặn ok, không bị xước. Con này là 4000 nha anh em, 4000S. Chuyên cho anh em đi lua nhái thật, đi lua hồng kém. Tay quay nè, tay quay dặn lên anh em. Còn hợp nha. Máy còn. Đây tay quay dặn. Đây hoạt động em mượt không rung lắc. Đây con này là đời 2009, hàng của Nhật, chuẩn Nhật. Đây hoạt động đây không rung lắc nha anh em, rất là êm. Đít thì bị chạy sức nhẹ thôi, không chịu nhiều, sức nhẹ nên em thấy rõ ràng máy ok nha. Giá em bán cái này 2,7 triệu, 2,7 triệu với một con máy Shimano 4000S. Em đọc con số cước cho anh em xem. Cước 1.2 vô được, 190m, cước 1.5 vô được, 150m, cước 2 vô được, 130m. Hàng này hàng có nông anh em, có nông cho anh em đánh cước ra rất là xa nha. Đang động ok. Bao lỗi. Máy đi theo máy là có túi Shimano. Hộp hộp Shimano đây, hướng dẫn sử dụng trong sách, trong đây luôn, có sách luôn. Giá em bán là 2,7 triệu nha anh em. Em lên tiếp theo cho mình là một con máy lua. Con lua này để cho anh em chuyên sưu tầm nha. Con này là con tem tay qua 2004, hàng KBS. Đây hoạt động em mượt, máy rất nhẹ nhẹ. Máy này có lượng máy này là 240g, rất là nhẹ. Có lượng máy này 240g, rất là nhẹ. Đây con là ok, mọi thứ ok, hàng này hàng của Nhật. Tem tay qua hoạt động ok, không có lắp thì cứ ok. Máy đi theo máy là hộp túi nha anh em. Đây máy đây, vòng tua là 4.8.1, 7 mặt đạn chạy ABS. Đây cái này cho anh em chuyên đua. Đây khối lượng của máy là 240g, chuẩn hết, hàng có Nhật đàng hoàng chuẩn anh em. Hoạt động im mực, hoạt động im mực.